Yo, xin chào tất cả anh em đến với channel của mình, và mình là Tuấn Vàng Review. Ok, và hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm cái game Theater Arena, một game nhập vai sinh tồn cũng khá là hay. Về thông tin chi tiết của game ấy thì anh em có thể xem lại ở cái video trước này, mình đã review cách đây một tháng rồi. Và anh em lưu ý này, ở trong cái bản beta test này ấy, thì chúng ta vẫn có thể nhận được phần thưởng từ đội ngũ sản xuất khi mà chúng ta tham gia vào trong game này và chơi, sau đó thì đạt được những cái mức xếp hạng cao. Đó, và còn một cái nữa là trong cái quá trình test game thì trong game mà anh em cảm thấy như nó có lỗi thì hãy chụp ảnh và quay video lại, sau đó thì gửi lại cho cái đội dev để họ có thể khắc phục được cái lỗi này. Còn mình thì sẽ được nhận cái phần thưởng là vì mình đã đóng góp cho họ. Hiện tại thì cái phiên bản beta này nó đã có trên iOS này và ở trên Android. Đối với những anh em sử dụng iOS ấy, thì anh em sẽ phải tải cái test flight này về, sau đó anh em mới tải được cái Theater Arena chơi trên điện thoại được nha. Còn đối với những anh em nào mà dùng giả lập hay là dùng Samsung thì anh em sẽ tải trên Google Play. Đó là cái bước thứ nhất. Đến cái bước thứ hai là anh em cần phải tạo thêm cái mạng. Cái này là tạo mạng BSC test để mà nhận được cái token free. Các cái token này anh em không thể giao dịch thành tiền, nhưng mà anh em có thể sử dụng được ở trong cái phiên bản beta test này. Đó, đây là những cái thông tin mà anh em sẽ thêm vào trong cái mạng BSC test. Đây, anh em sẽ vào trong này nhá. Đây, như của mình là mình đã tạo rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách vào tạo luôn cho nó dễ này. Đây, anh em vào đây xong rồi. Đây, chọn custom này. Đó, sau đó anh em sẽ nhập 5 cái dòng thông tin kia vào, mình sẽ để cái thông tin nội dung này. Đây, mình sẽ để cái thông tin nội dung này ở dưới cái phần mô tả luôn cho anh em đỡ phải đi tìm nhá. Sau khi mà anh em đã thêm xong cái mạng này rồi thì anh em sẽ thêm những cái contract này vào. Đây, những cái contract này. Đây này, các cái contract của nó này. Cái này mình sẽ để dưới video luôn cho anh em đỡ đi tìm. Đó. Mình sẽ được đồng nói chung là được ngẫu nhiên thôi. À, như mình thấy đội dev thông báo là sẽ được nhận một BNB và được nhận ngẫu nhiên các cái đồng TSG, TSC này, Titan Coin và Titan Gem và cái đồng WBNB này. Đó. Một cái đồng WBNB này thì nó sẽ tương đương, nó cái giá trị của nó sẽ bằng với một BNB. Cái đồng BNB này ấy, sẽ được sử dụng để mà làm phí giao dịch này ở trong cái bản testnet này, và anh em không thể mua được gì. Còn cái đồng WBNB này ấy, thì anh em sẽ dùng để mua hero trên chợ, trên market ấy. Còn đồng TSC và TSG thì sẽ dùng để mà đập hộp, để mở bốc ra anh hùng. Đó. Còn cái đồng mà G này, GTSC ở trong game ấy, thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang TSC. Một lát nữa vào chợ thì mình vào ví thì mình sẽ chuyển đổi cho anh em xem. Đó, còn một cái đồng nữa là GTHG này, dùng để chuyển thành TSG. Hai cái đồng này thì sẽ xuất hiện trong game nha anh em nhá. Còn ở trong ví mình chỉ có TSC và TSG mà thôi. Rồi ok, sau khi mà anh em đã hoàn thiện hết ba cái bước này rồi thì anh em sẽ vào trong này để mà nhận được những cái token. Anh em sẽ copy cái địa chỉ ví như mình vừa mới tạo đấy, BSC testnet này này. Đây, anh em sẽ copy cái địa chỉ ví vào trong này. Thì anh em sẽ cho vào đây để mà mình đây give me BNB này. Đấy, chúng ta sẽ được nhận này. Đây có rất là nhiều người xin này, như của mình ấy là mình đã xin được rồi. Mình đã được nhận 20NB và một đống cái token kia rồi, mình vừa cho anh em xem xong. Anh em sẽ vào trong cái trang web của nó luôn là theaterarena.com. Anh em sẽ truy cập vào cái mục là Marketplace. Đây, thì ở trong cái market này thì anh em có thể là mua được các cái tướng này bằng cái đồng WBNB này. Đó, và anh em sẽ mua được cái bốc bằng các cái đồng token là TSG và TSC. Được chưa? Còn khi mà anh em chơi game nhá thì anh em sẽ vào trong cái phần này này. Sau khi anh em connect vào đây được rồi, anh em sẽ vào trong cái phần wallet này. Đây, đây là cái phần mà token anh em mình có thể thu được, kiếm được ở trong game. Anh em cần phải vào trong cái trang web này và anh em claim để cho nó về ví. Sau khi về ví thì bắt đầu chúng ta mới mua nhá. Anh em lưu ý phần này nhá. Đó, nó cũng nhanh thôi. Mình xin một lúc là nó cũng về luôn. Được chưa? À, còn đây đây thì là cái link mà anh em báo lỗi cho người ta này, khi mà vào chơi ấy, mình test game cảm thấy lỗi gì thì mình sẽ quay video chụp ảnh lại này. Đây, sẽ mô tả vấn đề của mình đây. Sau khi mà các bạn đóng góp hay mà đúng như đội dev mà người ta cảm thấy cái thông tin này mình còn thiếu, mình lỗi quá, thì khả năng là người ta sẽ thưởng cho các bạn. Đó, đó là cái phần mà đóng góp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game để mà trải nghiệm nhá.
Game này nói chung là cũng mượt phết nếu mà anh em nào mà chơi con Heroes Strike kia rồi ấy. Như hôm trước ở trong cái như trong cái video trước ấy thì mình cũng đã review cái con game đấy. Thực tế nó là con game đấy mà, nhưng mà con này thì mình thấy nó mượt hơn. Nhưng mà chơi khó lắm anh em, nếu anh em nào chơi free thì cũng cân nhắc là mình bỏ một ít tiền ra để mình mua con tướng. Tại vì như mình vào chơi nhá, là cũng rất là khoai luôn. Vào chơi mà gặp tướng khủng thì nó combo bắn mình chết luôn. Đó, đây chính là cái giao diện ở trong game này anh em này. Ở trong game này ấy, thì đây là cái phần mà các cái chỉ số thống kê về các cái trận này, các cái MVP, các cái mạng miếc mà mình đã giết được rồi. Đó, và các cái danh của mình, cái thứ hạng của mình. Đây, cái phần này là phần đổi tên này. Anh em sẽ đổi được tên này. Đó, thích đổi tên nào thì đổi. Còn đây là avatar. Chắc là sắp tới thì mình cũng sẽ có được, là không biết là mình có được ép cái avatar mặt của mình vào không. Nhìn cho nó hay. Đấy, còn đến cái phần tiếp theo là cái phần mà lịch sử thi đấu. Anh em có thể vào đây anh em mình soi. Soi xem em là đây là những cái trận mà mình đấu này đa phần là thua hoặc là hòa, trong cái game này còn có chế độ hòa nữa. Đấy. Đánh khó lắm, đánh free cũng có thể là do mình gà nữa. Mà mình mới chơi được 2 hôm. Đây, còn đến cái phần này là phần trước khi vào trận đấu anh em sẽ chọn hero. Nếu như anh em đã mua được nhiều hero rồi thì anh em sẽ vào trong này chọn này. Đây, skill. Skill thì anh em thoải mái đổi thôi, nhưng mình đang dùng hai cái skill này. Đấy, mình thử đổi một vài cái. Đó, lại đổi tiếp. Cái này chưa dùng được. Chưa dùng được thì lại phải dùng cái này. Đó. Rồi, còn đây thì là cái phần thưởng ở trong game này. Cái PowerPoint này, cái PowerPoint này thì sẽ sử dụng để mà nâng cấp anh hùng ở trong game nhá anh em nhá. Nhưng mà nó không thể chuyển thành cái token mà bán ở trên chợ được đâu. Đó, cái này nó chỉ gọi là nâng cấp được anh hùng thôi. Còn đây là cái Titan Coin này. Thì cái này là sẽ chuyển sang cái TSC như lúc nãy mình nói đấy. Đấy, còn cái TSG là Titan Gem. Mình sẽ chuyển sang TSG luôn để mình giao dịch, có thể là giao dịch hết tất cả luôn. Đó. Còn về cái chế độ của game ấy, hiện tại ở trong cái bản beta này nó đang có 2 chế độ này. Một chế độ là đua Battle Royale thì mình cũng đã giới thiệu trong cái video trước rồi, anh em có thể xem lại. Đây rồi, còn cái chế độ Tower này là phá nhà thôi. Nhưng mà chế độ này khá khoai thì anh em thử vào chơi một trận nhá. Game này cũng không cần phải chờ nhiều nhưng mà cũng vẫn nhiều anh em AFK mọi người ạ. Chơi AFK nhiều lắm, những cái game sinh tồn như này mà AFK thì thua chán lắm. À, được chơi map mới này. Như hôm qua là mình chơi map màu xanh. Mượt lắm, bản meta mượt lắm. Chưa tắt Việt Key này. Anh em nhớ chơi những cái game này nhớ cái tắt cái Việt Key đi. Nếu mà toàn tướng free thì anh em đánh dễ thôi. Choáng. Bị choáng anh em ạ. Nhờn. Đây, skill nó cũng đẹp này. Chưa ăn được mạng nào. Ở trong này nó có cả chỉ số âm nữa cơ anh ạ. Chưa hiểu kiểu gì. Gà quá. Ví dụ như ở mình mà không giết được mạng nào ấy, mình cứ kiểu đi nghêu ngao nhỉ, là ra ngoài bị chỉ số âm mà nó lại còn ảnh hưởng đến cả đội nữa, kiểu dạng như fit nhiều quá. Hiểu sao bọn này bắn mạnh thế nhở. Vừa đổi skin không quen, mình chưa được test hết các skin thôi. Anh em cứ vào mà test skin đi. Anh em cứ vào mà test skill đi, mình chưa test đâu.
Mình vừa mới chơi được có 2 hôm. Tại vì trước đây cái game Hero Strike kia mình không chơi, cho nên là game này cũng khá là mới với mình. Mình chơi thì mình chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi, đấu trường dân lý các thứ. Ngày xưa cũng đi thi đấu Liên Minh Huyền Thoại giải quán net đấy. Nhưng mà cũng cách đây tầm khoảng 7-8 năm rồi. Giờ già gà mà. Cái game này cũng hay nha, mình rõ ràng là mình phi vào trong nhà người ta nhưng mà không bị ai bắn luôn. Và tận nhà giết luôn. Áp đảo vậy. Một cái game như này chắc nó mất rơi vào tầm khoảng 5 phút đấy anh em ạ, cũng không ít đâu. Nhờn. Gà đấy nhờ. Nếu như anh em nào mà đã chơi qua cái game Hero Strike kia rồi ấy, thì anh em vào trong game này thì chơi khả năng kiếm tiền ác đấy. Nhiều anh em chơi những cái game sinh tồn như này, kỹ năng tốt đấy. Như mình ngày xưa chơi Liên Minh Huyền Thoại mình cũng hay cầm AD, cũng khá là thích những cái con mà kiểu dạng cấu rỉa, hit and run, giữ vị trí các thứ thôi, nhưng mà game này cũng chưa quen lắm. Nhưng mà nói chung là game mà ra như này thì quá là mượt rồi đúng không anh em? Mà nó đã kết nối được với tất cả mọi người rồi mà. Game này vào vào chơi là anh em có thể mời bạn bè này, hoặc là anh em có thể chat tổng này, anh em chat ở ngoài thoải mái luôn. Chứ không như những cái game NFT bây giờ thì vẫn chưa được gặp người, kể cả như là Itam Game, à đâu là Lim Odyssey cũng vẫn chưa được gặp người nhá. Mỗi thằng map khác chơi. Lót lót cũng chưa gặp người. Hy vọng sắp tới thì lót nó sẽ cho gặp người một tí thì khả năng là giá nó sẽ bay cao hơn. Thua. Sang nhà người ta cứ đánh nhau, nhà không bao giờ phá. Đây là các cái chỉ số chấm điểm này. Như bình thường nếu anh em không giết được mạng nào ấy, anh em cái phần này là sẽ âm này. Nếu như anh em chết nhiều quá sẽ bị âm, kể cả như team của mình có ăn được nhiều mạng đi chăng nữa. Đó. Và sau khi kết thúc một game thì mình sẽ được cái điểm xếp hạng. Đây nó sẽ cộng hoặc là trừ. Còn đây là cái phần thưởng này, PowerPoint này. Cái đồng này là Titan Coin hay là Titan Gem, nói chung là được cái token. Đó, và thứ hai nó là XP này. Đây. Đó, đó là cái chế độ mà phá nhà như của Liên Minh Tower này. Đây. Còn chế độ này là chế độ Battle Royale. Thử vào test nốt cái trận này xem nào, cho anh em xem các cái chế độ của nó. Thế như cái chế độ này là chạy qua khỏi cái vòng tròn hay sao? Mình nhớ mang mang ấy. Lần trước review thì cũng có cái chế độ là chạy phải chạy được qua vào lùi vào trong bên cái vòng tròn. Không thì chết. À, chế độ này 22. Đây. Anh em nhớ phá cái những cái thùng này, đối với những anh em nào mới mà chưa chơi game này bao giờ ấy, nhớ phá cái thùng này để mà có thể nhận được kinh nghiệm để mà cộng skill này. Đó. Và nó tăng cả đam nữa, tăng đam tăng máu. Đây, xem được cộng gì, tăng speed này, tăng cả tốc chạy nữa. Như bên mình có 2 người ở đây, đây này. Ui chết luôn anh em ạ, chết
chế độ 22 có 3 người à, 6 người, 3 đội. Đấy bạn này đội mình. Ui, sao con tướng này có vẻ khủng nhỉ? Đấy nha, khi mà anh em đánh anh em lưu ý này. Cái vòng tròn này này. Mình phải chạy qua cái vòng tròn trắng này thì mình mới an toàn nhá. Đây đội mình đã thua rồi, bây giờ còn hai đội người ta thi đấu thôi. Mình đã thoát ra luôn. Đó. Thực ra chơi game này nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi, quan trọng là game kỹ năng mà. Anh em có càng nhiều kỹ năng tốt thì anh em sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Riêng đối với trong những cái thể của loại game này ấy, và leo rank này. À, rồi đi thi đấu này, kiểu gì nó cũng sẽ có cái giải thi đấu luôn. Đây đây là cái top 5 này. 6 thằng mình top 5. Chịu. Cũng vẫn bị trừ điểm xếp hạng nha. Nói chung ấy là cái lời khuyên của mình là nếu như cái giá nó xuống mà đẹp, đối với những anh em nào mà có đam mê đối với những cái game mà sinh tồn thì anh em nên bỏ ra một chút tiền để mà anh em nạp vào. À, để mở ra hoặc anh em có thể lên chợ chọn cho mình lấy một cái anh hùng mà mình có thể là thuận tay nhất khi mà anh em đã chơi cái game ở trong cái phiên bản game Hero Strike kia rồi thì anh em biết được những cái tướng nào mà anh em thuận tay nhất và anh em cảm thấy như tướng nên nó mạnh nhất thì nên bỏ một tí tiền vào, mình sẽ kiếm được tiền nhanh hơn anh em ạ. Chứ còn nếu mà chơi free, nếu mà kỹ năng, nếu mà kém ấy thì chơi khó lắm, vào đấy một combo là chết rồi. Đây còn đây là cái phần chat tổng này, đây mình có thể là tham gia vào trong các cái team này, mình thử tham gia vào một bên nhé, một nhóm nhá. Đây do cái bạn này bạn tạo ra thì mình có thể tham gia vào đây. Còn hiện tại cái chế độ mà chat ở trong game ấy thì nó vẫn là chưa có, nhưng mà mình cũng nghĩ là không nên có cái chế độ mà chat trong game đâu, anh em sẽ mất tập trung lắm, kiểu dạng hay chửi nhau ấy. Đó là cái trải nghiệm của cái game Thiên Thần Arena này, cái phiên bản beta. Nói chung là anh em chơi trong cái game này anh em nhận được những cái này thì không được cái gì đâu nha, nên là cho nên là anh em cũng cũng bớt bớt hỏi vì cái này nó chỉ là phiên bản test mà thôi. Rồi ok, đó là toàn bộ video ngày hôm nay về game Thiên Thần Arena. Mình review chỉ đem lại mục đích thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Các bạn nên tìm hiểu kỹ dự án sao cho phù hợp với tiêu chí đầu tư của mình trước khi mà bỏ tiền. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những cái thông tin mới nhất về các game chơi để kiếm tiền nhé. Chúc các bạn chơi game vui vẻ, kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.